Chú Nguyễn Thành Lợi muốn tâm sự với cô Lài, thì cái câu chuyện của chú Thành Lợi này thì như thế nào? Thì Tiến xin mời tất cả cô chú và các anh chị em hãy đón theo dõi đoạn video này nhé. Thì Tiến có bán những mặt hàng khô, thì mong rằng tất cả cô chú anh em mua ủng hộ cho Tiến nhé. Rồi, Tiến chào tất cả cô chú anh em nha. Thì giấc này thì để cho chú tâm sự với cô Lài đó. Thì cô Lài là không con không cái gì hết, chỉ sống một mình đó. Thì nếu mà cô chú được đến nhau là không cần lo cho ai chăng á, chỉ có hai chồng già lo nhau thôi đó. Thì cái trường hợp này thì đối với chú thì rất là dễ rồi, tại vì nếu mà có con đó, thì nó còn hơi khó. Còn này là cô là không có con gì hết đó. Thì bây giờ con đưa cái máy cho chú tâm sự, chú muốn hỏi gì thì hỏi hết ra ha. À, rồi cô ngồi xích vô đây là nhân nhân vật chính đó. Đó. Rồi em chào anh nha. Chào cô. Dạ. Nói anh nói à, chú nói chuyện lớn 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 tiếng nè chú. Dạ sao tiên, chú tiên nói sao? Nó lớn lớn tiếng chút, nó hơi nhỏ quá. Dạ. Rồi 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 cứ tâm sự thoải mái đi, cứ hỏi thẳng thoải mái đi. Quê đâu con? Quê đâu? Dạ quê em ở Vĩnh Khánh nè. An Giang. An Giang. Dạ. Dạ. Anh chú ngồi lui ra sao chút xíu được không? Nó bị phức cái chán rồi. Đúng rồi, Dạ. đúng rồi. Rồi 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 vậy đẹp rồi đó. Rồi. Em cũng ở An Giang. Dạ, gần năm năm nay mấy mươi rồi. Năm nay 64 rồi. 64 hả? Dạ. Bây giờ nói nhà chú nè, bây giờ đi dạy 64 nhưng mà cô là rất là cứng cỏi, rất là mạnh dạn, rất là đẹp. Nói chung ra là ngon ngon lành đó, không phải dân chơi đâu nghe chú. Ngon lành đó. Chú ra ngoài chú dạm là khá chịu liền. Đây căn nhà này quay sơn ngang cho chú coi nè, đó. Thấy không? Nhà sạch sẽ, mát mẻ. Cô thì không có rẻ. Ủa, gì là chú tiến quay đâu ta? Ở Thốt Nốt, em ở Thốt Nốt. Rồi, xuống dưới đó nào, xuống nhà nhà cô lại nào. Con đi quay cái chú kia cũng ở gần trên này một chút rồi sẵn đây ghé cô lại luôn. Dạ. Rồi này đang ở nhà của cô lại luôn. Đang nhà em á. Vậy là anh quê đâu anh? Quê Bạc Liêu. Vậy hả? Quê Bạc Liêu mà tôi bà xã hồi năm 2020 rồi đi lên trên này làm ăn luôn. Dạ, rồi Ngày mày được mấy đứa cháu? Mấy đứa được con? ba đứa mà được ba đứa mà tôi mấy đứa lớn hết rồi, hai đứa lớn có gia đình tư riêng hết rồi, còn thằng Út năm nay nó cũng tuổi tí năm nay 29 30 gì nè. Thằng Út á, thằng trai Út á, nó cũng đi làm hết trơn à, mấy cha con làm ăn hết trơn à, ít có gặp nhau lắm. Dạ. Rồi vậy là anh ở mình anh hả? Ở gần mình à. Cũng có như mấy người làm chung á, đòi về về đây ở mà đều không quen, ở trà trộn mà không quen là tôi mướn phòng ở gần mình. Dạ. Khoan 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 đây, khoan 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 đây. Để cho em ngừng chút xíu anh em quên nữa. Đó, hồi hồi còn thanh niên á, uống rượu đồ nhậu cũng đỡ hơn thanh niên mà. Rồi sau này tới năm 40 tuổi tới giờ là giảm uống rượu luôn, tự nhiên nghĩ ra là uống nhiều nó nặng cái đầu rồi không uống nữa. Nhiều lắm là hai lon bia, ba lon là say nằm chỗ rồi đó. Còn rượu là rượu trắng không có uống, uống được thuốc không cũng tới 2 ly rồi là nó cũng say rồi. Có vụ hút thuốc là mà không có bỏ được. Vậy là Còn có hút hút thuốc nhẹ là nha. bỏ. Vậy là anh có hút thuốc. Giao có hút thuốc. Dạ. Gái Thì đi đàn giao ông mày hút thuốc cũng được. dịch giao dịch với bạn bè với anh em ngay giao dịch chuyện làm ăn mà cũng đi cà phê đồ chứ không có ghiền, cà phê cũng không có ghiền luôn, Dạ. chủ yếu là ghiền thuốc. Rồi Thì vậy giờ anh mặn nghề gì bây giờ anh mặn nghề gì? ngay lúc trước đi làm bon ba dữ lắm, đi 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 là đi làm bên 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 điện khu chung cư là kéo đường dây điện rồi bị nó giật nó lợi dụng quá rồi đi làm hòn rồi đi đi buôn bán đồ tươi trong chợ Hóc Môn Đầu Mối Hóc Môn đi bán giùm con rồi hôm nay cũng lỗ lã nữa
Rồi bây giờ hiện tại giờ đi ban đêm vô làm bảo vệ, rồi ban ngày đi làm hộ, mệt mệt thì nghỉ, bé đi làm công chính nó cũng tháng hai nửa tháng mới có rồi. Vậy vậy hả? Vậy anh bằng bảo vệ lâu chưa anh? Làm bảo vệ mới mấy tháng nay à? Vậy hả? Lúc trước đi đi làm hộ, lúc trước làm hộ trong Sài Gòn, Dạ. rồi đi bán đồ con, bán đồ ở trong chợ Hóc Môn, bán đồ tắm không à, nó lấy lề nó giao cho ta, mình đi theo nó, làm chung với con cái, nó cho nhiều nó cho, vì sao này bán ế ẩm quá rồi thôi mới nghỉ, đi vô làm bảo vệ mới mấy tháng nay à. Giờ gì anh bằng bảo vệ ở đâu? Đức Hòa Long An nè, Rồi mặn huyện Đức gì vậy Hòa tỉnh, anh mướn nhà trọ ở hả? mướn nhà trọ ở có một mình à, có mấy đứa bạn, mấy thằng bạn nó kêu cho nó ở chung, nhưng mà thôi mạnh mạnh đứa nào nó ở phòng phòng ở chung trà trộn quá, thì gian này kia mất công phiền phức, không Dạ. mình tốn tiền chút, tiền trọ đóng ăn tháng triệu mốt triệu hai à, chứ không có nhiều. Còn lương thì được 5 triệu 7, 5 triệu 8, mình bằng thêm ngoài nữa, thì tính thêm. À, Giang ở quyền nào đi? Chị ở quyền nào? Ở huyện Thoại Sơn. Rồi. Vậy anh bây giờ vậy là đi mặn ở ngoài một mình anh vậy đó hả, chứ không có ở chung gia chân phải không? Ở mình đó nè, Con thì tư con kiên lâu lâu hết rồi. dạ con cái nó cũng làm trong Sài Gòn nè, lâu lâu tháng là 2 3 tháng đó, thì nó cũng điện hỏi thăm hoài, rồi rảnh rỗi nó chạy qua chơi nó thăm. Rồi vậy đó, như tỷ đi mà nếu mà duyên nợ này kia đồ thì anh với em Thành mà anh có về ở với em bên nhà bên đây được không? Nói chung là nếu hợp nhau thì ở chỗ nào cũng được, bởi vì về với quê tôi ở dưới thì còn có 3 cái nền à, với một cái nhà dài lắm, mà hồi chia hồi thôi con vợ đó cũng chưa có chia chác gì, không có chia bị con nhiều quá, chia ra thì nó manh mún hết, từ sau này cho con cái nó không có chỗ ở, thành ra để đó chứ chưa đụng địa tới đó. Dạ, Thì còn tại vì em thì cũng hai đợi chồng rồi, ông trước thì mất, rồi ông sau này thì thôi chia tay ổng, tại vì quên đó, anh có ghen không? không không Dạ, cái chúng chuyện game nó không em chúng ông sau này ghen, là thành ra em mới chia tay là cũng gần 2 năm rồi, đó. Thì nếu mà em cũng có lên chương bây giờ trình chú Tiến hôm đó tới nay đó, cũng kiếm một người đặng mà sống về mình tuổi già, em thì hồi đó giờ không có đứa con nữa trơn á. Dạ, thì nói cũng chung còn chuyện gian tu là không bao giờ đâu, vì tôi không có xác định, vì hồi đó để nói từ 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 bước tôi mới biết, bây giờ có học hiểu hơn nữa, ở trong trường huấn luyện mấy năm mới ra, mà ra làm công an đâu mười mấy năm rồi, cái chuyện mà vụ chuyện ghen tương đó là không có rồi, thì cái dạ. đó thì ở người phụ nữ thôi, nếu người phụ nữ mà đã có ý như vậy rồi, rồi làm sao giữ được, làm gì bao giờ giữ được. Đúng rồi, mà ngặt có cái mình Khi nào không có rồi thành ra ông ghen, rồi ông nói bậy bạ này kia đồ đó, thành ra em bây giờ thì nó ngay giờ bước thêm bước nữa thì em sợ cái vụ đó đó, rồi thành ra là nói vụ ghen là em sợ rồi đó, cái gì cái tỷ đi vợ chồng có chặt á thì mình nói với to nó nhỏ với nhau rồi mình sửa đổi đó, chứ đừng có la lối, đừng có chữ thề chữ này kia là em không chịu. Em thì cần thiết nhất là bây giờ là phải chọn một người là phải thiệt tình đó, bây giờ tuổi của mình cũng lớn rồi, bây giờ cho vui vẻ đặng mà hủ hỷ mình sống về tuổi già đó, chứ giờ còn lựa chọn gì nữa. Bây giờ em thì không có con đó, có một mình anh vậy đó, giờ ở nhà vậy đó, nhà thì cũng cấp 4 gọn vậy thôi.
thường ngày mình bán gì, thường ngày mình làm gì ở ở nhà, làm gì, trồng chặt chăn nuôi gì? Có em có nuôi gà, vài chục gà sống. Hồi thôi ông này ra năm mấy 2 năm nay rồi em không có mặn gì trơn á. Tôi ham nói chung là ham trồng chặt dữ lắm, có mấy vườn nhỏ nhỏ trồng chặt để chăn nuôi luôn, cái đó là ham thích dữ lắm. Từ nào giờ vì ở dưới quê Quý Sơn, ở dưới một lần á đất rộng dữ lắm, rồi rồi lót một số làm ruộng, một số đất thì nuôi tôm 9-10 năm nó thất bại liên tục, ra đất đai bay hết trơn. Sau này nói vợ nó con không nghe, hết duyên chia tay, con bự hết đây chứ Bởi con lúc bởi đó bao vậy bự hết đây. bởi bây giờ con bự hết trơn, giờ lo mình đi. Nó nghe em ở trên này thì không có đất, có cái nền nhà gì đó bề vô thì được 40 mấy 50 mét vậy thôi, rồi cắt cái nhà vô rồi chạy vô 18 thước rồi còn 20 mấy thước ăn sao vậy đó, rồi trồng bịch củ chuối vậy hả. Chứ không có đất nhiều. Vậy là trong gia đình chị thứ mấy? Trong gia đình thứ mấy? Dạ, trong gia đình em thứ năm lận, 7 anh em. Dạ, yeah, ba mẹ bây giờ còn không? Ba Mất mẹ giờ lâu còn rồi. Mà quê ở bên mà Bắc An Hòa, An Giang mà bển á. Có mình anh em hồi đó hai chồng vô này bằng được rồi. Ổng mua đất rồi kia đồ rồi cắt nhà trong này luôn, rồi có mình anh em thôi, em ở trong này với người dân không hồi đó tới giờ. Cũng như ruột thịt vậy đó. Dạ. Còn quê mẹ thì ở Bắc An Hòa qua bển, qua đường bên Chợ Mới á Vậy là anh. quê Thoại Sơn phải không? Dạ. Huyện Thoại Sơn phải không? Em ở đây là huyện Thoại Sơn, ở chợ Vĩnh Khánh nè. Trước giờ nói chung là cũng muốn kiếm cái lắm, mà thấy tình cảnh này con cái cũng lớn rồi, thôi ở vậy đi. Rồi lần nó ngay lên cũng lần theo dõi trên chương trình của chú Tiến là thấy có hay, cũng có ý nghĩa. Nắm nghĩ lại tuổi mình cũng lớn rồi, bây giờ con cái thì nó có chồng có vợ có gia đình hết rồi, nó bây giờ nó tư duy hết rồi, khi mà đau ốm bệnh hoạn tới nó về thăm mình được thì chắc lúc đó chết rồi. Bởi vì ngẫm nghĩ và kỹ thôi, mình muốn kiếm một người để làm bạn hữu hỷ, chứ ví dụ giàu nghèo rồi cũng không có đòi hỏi gì, mà đòi hỏi chỉ yêu thương thật lòng thôi. Thì đó, thì bởi vì em cũng Thì sợ vậy đó. mình còn là người ta thường nói còn người thì còn của, bữa nay mình không có tiền ngày mai mình cũng có thôi, nhưng còn làm được mà. Bây giờ cái cuộc sống đói thì nó không sợ, bây giờ đâu có đòi hỏi gì nữa, Bởi ham giàu đấy thì ham giàu đó, ta cầm cán mình trong thì bởi bây giờ nói chung mình cũng khôn lắm chứ đâu ai ngu đâu. Nhầm người lên chương trình đó 70 mà nó kiếm 40 45 mấy ông nó tự định đáng luôn. bởi Tại vì bởi cái soi không soi gương để nhìn mình là cái gì, mình đòi hỏi quá cao nhưng nó chọn tiền tỷ, cô ba cô tư cô năm đó tiền tỷ mấy chục tỷ, lựa ngay mấy chú đó găm vô trên trang mạng nó cười mà mất tay đâu, biết không biết nghĩ sao luôn. bởi vậy thấy không biết lựa vậy đó, rồi không biết người ta giàu có cũ quá, không biết mà mình nhảy vô không biết có ăn được hay không nữa, mà lựa cho dữ không biết nữa. Chắc chút Bởi con nữa chứ. bởi ra em cũng sợ vậy đó, em thấy tính cũng tính ở vậy đó, mà bây giờ thấy suy đi suy nghĩ lại thì giờ mình không có chồng rồi không có con nữa, rồi bây giờ cái đường bệnh hoạn đó, rồi sao mà bằng vợ với chồng, phải không anh? Đó, rồi Đúng rồi. thành ra bây giờ hôm họ em lên cũng mới có 1 tháng mấy 2 tháng nay hả, rồi em suy nghĩ rồi em lên thấy chương trình của chú Tiến nè, rồi thấy cũng được, với chú giao kết này kia đồ cũng đâu qua nấy đàng hoàng đó, Đúng rồi. rồi mình lên mình cũng kiếm cũng không có đòi hỏi gì cao sang đó, bây giờ Đúng rồi. kiếm một cái anh là phải thiệt tình đó, phải có đạo đức đó, đặng chung sống với mình đó, bây giờ có công chuyện gì ổn định đặng vợ chồng mình sống vậy thôi, chứ không có đòi hỏi bây giờ từng tuổi này nữa rồi đâu có làm giàu mà tiền tỷ bạc muôn gì nữa mà ở đó đòi hỏi vụ đó đó, chỉ cần là thương yêu đó, đặng sống tuổi già mình còn lại
đó vậy thôi chứ em cũng không có ước mong cao sang quý báu gì đó. Bây giờ bề của em thì nó dễ tại vì em không có con đó, thì cha mẹ mất thì cũng lâu rồi đó, thì cũng 7 anh em mà mất hết người thứ ba đó, thì bây giờ như cái chuyện mà nuôi nấng này kia đồ thì anh chị em mình cũng đâu có giúp có nuôi mình được, chỉ là nói Đúng này rồi. kia vậy thôi đó, thì bổn phận thì mình lo vậy thôi đó. Giờ cũng như cha mẹ mất hết rồi, giờ còn anh em thì nói thẳng ra thì hồn ai nó giữ đó. Đúng rồi. Bây giờ ngặt có một cái, giờ anh chị em thì có con hết trơn, có mình anh em hả, em không có đứa nào hết trơn hồi đó tới giờ. Dạ để thành ra rồi suy nghĩ buồn đó, giờ lên kênh của chú Tiến là kiếm một người phải yêu cầu phải thiệt tình đó, vậy thôi chứ em cũng không có muốn cao sang quý báu gì đó. Bây giờ nhà em thì có sẵn đó, chỉ mần có tiền này kia đồ đó, với công chuyện gì ổn định đặng hai đứa sống này kia rồi đó, thì nhà về đây thì nhà khỏi lo đó, em cũng có đàng hoàng hết trơn rồi đó, nhưng mà không có nhiều, không có đất gãy đất ruộng gì trơn á đó. Có cái nhà với vô đó ăn khúc đó được hai mấy thước đó, em trồng chuối mấy bụi chuối vậy thôi đó. Rồi thả mấy chục con gà đó tạp tẹn vậy thôi. Nó thấy là cái gì cũng phải là cái chương trình của chú Tiến, thấy nói chuyện người ta cũng rõ ràng, có mực đâu đó rõ ràng, thì nắm bắt giấy tờ của trước khi muốn muốn đưa mình lên chương trình cũng phải nắm bắt giấy tờ đâu đó rõ ràng mới đưa lên. Hơn nữa thấy cũng chú Tiến cũng nhiệt tình, Thì bởi anh bởi vậy mới 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 kết bạn ấy, đang làm quen cũng tâm tình với nói gì được chuyện gì vậy đó. dạ Bây giờ đặt cái vụ nói chuyện đồng đồng mặt đi, không có cái gì để chứng minh hết trơn, ai đúng tin. Giờ rồi như giấy như giấy chứng minh qua cho các bạn alo đó, đi cái có một miếng giấy ly ly hôn của hai vợ chồng rồi đó, tòa giải quyết đó thì chỉ có bao nhiêu thôi. Còn giấy độc thân á, thì mình đâu có dự định đi thêm bước nữa mà làm giấy độc thân á, thì sau này nếu có thành với nhau thì mình đi về xã mình làm mấy hồi có dạ giấy ly hôn đó, đưa đó về xã làm giấy độc thân cấp kỳ thôi. dạ Hơn nữa với quen bị chia trước đây làm việc đó, với làm chào bao cấp, làm ở trong trường huấn luyện đặc biệt của công an tỉnh, lúc đó nó kêu bằng ty công an chứ không phải là công an tỉnh gì hết. Thời kỳ bao cấp đó nó khó khăn dữ lắm, đồ khổ dữ lắm. dạ Rồi mấy anh em đi làm một cách mạng không, ông anh thứ sáu ông làm tới tới hưu luôn, còn tôi nữa 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 đoạn đường gãy gánh. Bởi vì hồi đó ông già đất đai nhiều quá, với hơn nữa cái sống theo cái kiểu sống mà ông bà già chưa đó, khó khăn đi dâu con đồ này nọ, thì vợ con cũng than phiền. Thấy gì thôi đi về thì xin nghỉ việc đi về mà làm ăn lập nghiệp, đất đai nhiều lắm, đất đai nhiều lắm mà thất bại rồi bán hết rồi về còn cái nhà nhà gần 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 huyện luôn, cách trong cây số. Dạ rồi vậy anh lên chương trình với rồi con có hay không, có cho con hay không? Con tôi nó tự do mà, nó giờ cha kiếm mày kiếm đi, lớn tuổi rồi chứ có cái chỗ nào nó kiếm bằng sao con này đau ốm bệnh hoạn có người. Tụi con nó bất quá hay đi thăm bao nhiêu lát thôi chứ đâu bằng vợ chồng, thì mấy đứa con nó cũng nói gì nó đồng ý hết trơn, con nào phản con nào phản thôi. Bởi bởi Lâu vậy lâu nó bởi qua vậy thăm rồi sợ có cái gì đó, sợ nhiều khi con kêu rồi nó không chịu đó, nó chịu nó nói vậy thì cũng tốt cũng được. Thì bây giờ nói với anh thì từng tuổi này thì giờ người thì mất vợ người mất chồng đó, bây giờ chủ yếu là sợ có cái đường bệnh hoạn đó, không có cái gì mà bằng vợ với chồng hết trơn đó mới kề cận được. Thì con là nó hay thì nó tới thì cũng giây lát 2 3 ngày thì nó cũng về, nó cũng lo chồng lo con nó rồi đó. Thì thành ra bởi thành đúng. ra ai cũng sợ vấn đề đó, mà giờ kiếm là bởi bây giờ ai cũng nói là kiếm một cái người phải cho thiệt tình nó phải biết đạo đức đó, thành ra mình mới dám lên chương trình. Em tính lên lâu lắm rồi nhưng mà em cũng hơi ngại ngại, em cũng hơi sợ sợ
bây giờ ở ngoài thì nói với anh thì cũng nhóc hết trơn đó, nhưng mà mấy ảnh nói vậy mà biết có hay là không đó. Rồi thấy trên chương trình của chú Tiến này thì giấy tờ đâu đàng hoàng nơi kia là chú Tiến mới nhận là mấy là kết nối với được đó. Bây giờ ở ngoài thì nói với anh là nhóc, mà mình có biết ta còn vợ hay là thâu vợ đâu, có hiện tại vụ giấy tờ rõ ràng mình thấy vậy đó. Thành ra em mới suy nghĩ tới suy nghĩ lui là em mới quyết lòng là em lên kênh của chú Tiến này đặng em kết nối là kiếm một người đặng sống trở về tuổi già đó. Vì em yêu cầu là chỉ lo ngày hai bữa cơm vợ chồng vui vẻ là sống được rồi đó. Bây giờ mình từng tuổi này hỏi anh còn làm giàu làm có hơn nữa mà ở đó mong ước chi cho nhiều đó. Đúng rồi, vậy thôi, vui vẻ vậy thôi chứ em. Bây giờ nói tâm, giờ nói từ về tâm lý người phụ nữ á, là người ta làm nên sự nghiệp đầu óc người ta đâu có ngu mà để cho một ông nói chuyện không hay gì để nhào vô người ta làm gì người ta chịu. Bây giờ mình ta nói gối gom thì theo phần gối gom, đừng ở dưới thấp mà chồm lên cao được rồi, chồm lên nó hỏng hỏng dò nó té. Thì nói về tâm lý, còn những ông sao mà thấy bây giờ mù mờ quá trời, 70 tuổi đây mấy tuổi mà ham cô giám đốc, cô ham cô vườn cà phê thì là nói ra ngàn tỷ chục tỷ không giờ không biết vô đâu, không biết có hưởng được miếng nào không nữa phải không? Đúng rồi, chết nhất mấy bà đó còn không cho nữa. Bởi phận mình á, mình chết theo cái phận mình đi. Bởi vậy à, thôi tại đi ghế luôn lên trên mạng nó comment nó chửi quá trời trời. Đúng rồi, vậy là anh ở tới Bạc Liêu lận ở Bạc Liêu à. Thì vậy đó trong hoàn cảnh thì của em thì vậy đó, thì nó cũng rất dễ tại vì có một mình anh em thôi đó. Bây giờ cũng không có con mà chồng thì cũng mất đó, rồi sau này cũng thôi ông này ra thì cũng giấy tờ đàng hoàng mới gửi bên chú Tiến đó. Đó thì đâu cũng đàng hoàng tử tế thì có một mình anh vậy đó, nhà thì cũng gọn, nhà cấp 4 vậy thôi, không có đứa con nữa trơn á, hồi đó tới giờ không có sanh đẻ hết trơn. Mình nói chung là theo nói nghĩ là cái cũng phải nhìn dị đăng chút, cũng là cái số của mình, bây giờ có nhiều là có, muốn nữa cũng có nữa đâu. Đúng rồi, cái số của mình bởi người, bởi người có cái số, anh thấy dép dài còn có số mà. Rồi anh thấy hôm đó tới nay lên chương trình thì nó hôm nay thì cũng có điện thoại kết nối để kêu nhóc hết trơn rồi đều rồi chưa có được. Dạ em cũng chưa có chọn được nên cũng mới lên hôm tháng 7 tới giờ. Thì hôm đó chú Tiến rồi cũng vô trong này quay nhà em đó nữa, anh coi cái clip của em. Cách đây hai năm trước lúc dịch Covid đó, lúc đó đang ở trên Đồng Nai, lúc đó đang làm công trình mà đi coi công trình này, giữ kho cho công ty tháng cũng được 7-8 triệu, rồi bị dịch Covid đó, ở trên luôn 2 năm, không nó cấm cùng, nó không cho đi vô ra hết. Rồi lúc đó mập dữ lắm, có giả thịt lắm, tới 72 ký, về đây 3 năm nay đi xuống cấp là còn 5 mấy ký rồi. Không biết sao nó ốm dữ. không có bà nào lo chứ gì à, có bà nào lo ú lệ gì không. Đúng rồi. Em cái vụ gì cái vụ chồng là em lo lắm, ok em thương chồng lắm, tại có cái ông sao này ông ghen rồi ông nói bậy bạ quá, thành ra kéo dài thời gian em sống không được thôi em mới chia tay thôi. Đúng rồi. Chứ nói nào ngay thì chồng nó kêu rồi em lo lắm, thương lắm. Ông người đàn ông mà ghen là cũng tệ lắm. Bởi vậy cái vụ nữ đó người ta quyết định người ta đang nhắm giữ được không? Đúng rồi. Mà mình không có gì trơn á, chứ phải mình có thì không nói gì nữa, rồi anh cho dễ tắt tức không, rồi thành ra có chuyện hoài đi, rồi ra lục thục thục hoài, thôi chia tay. Nói tâm lý thì ai mấy cái ông quen làm gì mà ở được, làm gì ở được bệnh. Lúa vào khỏi nhà, bà vợ lúa vào khỏi nhà là nghi này nghi kia. Nói tâm lý. Đấy, về đám tiệc là... về đám tiệc bên mình mà nói với cháu rể với con cháu mình đây kia đồ
nó cũng về, nó cũng hồ nghi kiếm chuyện nói mình. Đúng rồi. Rồi hỏi anh vậy đó rồi sao sống mà vậy mà em chịu đó, em chịu ở mấy năm luôn đó, dạ mới chia tay đó. Làm gì đâu có gì, đâu có bệnh, ghen quá đâu có bệnh được. Bởi vậy mà mình nói về tâm lý là đã một đi, người ta chấp nhận như vậy giữ được không, làm gì giữ được. Đúng rồi, nghe nói anh đàn ông đàn bà gì cũng vậy chứ, như cái chuyện mà quyết lòng ấy rồi là không bao giờ anh nói được, phải không? Nó ý muốn rồi. Tại con cái mình thì đâu ra nấy đàng hoàng, rồi nói gì đó thành ra em bực bội là em không chịu thôi. Đó, mà kéo dài là mấy năm đó cho anh biết chứ không phải gần đâu. Rồi dữ lắm là em mới chia tay đó, rồi cũng gần 2 năm rồi. Rồi nói chuyện từ giờ nó kia rồi anh thấy em sao được không? Thì nói chuyện là thấy cũng vui vẻ, thấy cũng hài hòa, cũng hòa đồng. Sao thấy tướng tá mặt mày của cô được không à, chú? Thấy cũng vui vẻ. Không, cô vui vẻ lắm, cô là rất là vui vẻ. Ô, đừng hút thuốc chú, đừng. Ô, lên chương trình hút thuốc người ta nói chú chết. Rồi thôi bây giờ về đi, giờ cô chú có gì để cho số điện thoại nhau. Rồi cô chú tìm hiểu đi ha, nếu mà được thì báo cho con hay. Rồi bữa nào chú mà có muốn về đi chơi thì về tới thống nốt đi, điện cho con rồi con chở chú vô đây. Rồi rồi. Ừ. Rồi vậy hả chú? Có gì? Dạ có gì thông báo với chú em. Cảm ơn rất nhiều em. À rồi, tiếng cũng chào tạm dừng cái video này nha. Tiếng chúc tất cả cô chú anh chị em một buổi vui vẻ nha. Rồi chào giá đi cô, chào giá đi chú.